Skoda Kodiaq Q là mẫu SUV 7 chỗ phổ biến nhất của hãng xe Cộng hòa Séc. Xe sử dụng chung nền tảng với hai mẫu xe Volkswagen Tiguan và Citarako, đồng thời sở hữu thiết kế vuông vức, khác biệt so với lối thiết kế mềm mại trên những mẫu xe châu Âu khác. Chiếc Kodiaq Q xuất hiện trên đường phố Hà Nội thuộc thế hệ mới nhất, đời 2021. So với thế hệ trước, mẫu SUV 7 chỗ này được tinh chỉnh lại ở nhiều chi tiết, bao gồm lưới tản nhiệt thẳng đứng, giải đèn pha LED mảnh hơn với cụm đèn LED ma trận, đi kèm bộ khuếch tán mới và dòng chữ Skoda nổi bật ở giữa cản sau. Xe được trang bị bộ mâm với thiết kế độc đáo, cắt vát dạng kim cương. Skoda phân phối mẫu xe này với 5 phiên bản, bao gồm S, Sel, LK, Sportline và Vias. Có 3 tùy chọn động cơ được trang bị trên mẫu SUV 7 chỗ, bao gồm động cơ xăng dung tích 1.5 lít và 2 lít sản sinh công suất lần lượt là 148 mã lực. Và 187 mã lực, đi kèm động cơ diesel 2 lít sản sinh công suất 148 mã lực. Người dùng có thể lựa chọn thêm hệ dẫn động cầu trước hoặc hệ dẫn động 4 bánh, đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Tại thị trường nước ngoài, Skoda Kodiaq có giá bán khởi điểm từ 36.569 USD khoảng 858 triệu cạnh tranh với Volkswagen Tiguan, Mercedes-Benz GLA, Peugeot 5008. Hyundai Santa Fe, Kia Sorento.